Thầy Trung chào tất cả mọi người đến kênh của thầy Trung. Hôm nay thầy Trung có cái buổi chia sẻ tiếp theo về cho cái tuổi Giáp Thìn ha. Thầy cũng ưu tiên cho cái tuổi Giáp Thìn. Thì tuổi Giáp Thìn so với tất cả tuổi khác thì cái người giàu ha, thì nó cũng rất là hiếm. Không phải là tuổi Giáp Thìn không có người giàu ha, người giàu thì giàu rất là nhiều. Nhưng mà cái tuổi này mà cái người giàu nhiều so với tuổi khác thì nó rất ít. Đa số là nó khổ khoảng 70-80% là nó khổ. Khổ nhiều ha, nhầm người khổ từ nhỏ tới lớn luôn. Đó. Lúc cha sanh mẹ đẻ ha, mà tới già ha, rồi tới lúc là có vợ, rồi có con rồi xong có cháu nội cháu ngoại. Ha. Vẫn còn làm, còn phải cực. Gọi là tay làm hàm nhai ha. Không có làm thì không có ăn. Đó. Thì thầy hôm nay thầy nói về cái tuổi Giáp Thìn cho cái tuổi dân chính này như thế nào ha. Thì thầy nói nam với nữ luôn ha. Nói chung thầy không có nói riêng. Thì tuổi Giáp Thìn mạng là phúc đăng quả. Phúc đăng quả là lửa ngọn đèn. Nếu mà nói đèn, ngửa ngọn đèn giống như gọi chúng ta hồi xưa ta đèn mà gọi là trong trời mà đêm tối ha, đêm 30 ha, nói chung là dùng đèn để mà soi rọi cho cho kiểu như cho cái mỗi người mà đi đêm ha. Còn đối với là phúc đăng quả đây cũng nó cũng nghĩa là giống như ngọn đèn hãy đăng ha. Hãy đăng thì nói chung nó cũng là nó cũng soi sáng ha, cho giống như gọi là ngọn đèn để cho những tàu bè ha. Thì nói chung là cái phúc đăng quả này chỉ là đi làm lợi ha. Cuộc đời sinh ra là để gọi là để phục vụ cho thiên hạ, cho bá tánh. Chúng ta ngọn đèn hãy đăng thì cũng vậy ha. Chúng ta dù mưa dù gió ha, đứng ở giữa gọi là ngoài biển khơi ha, chúng ta rọi cho tàu bè biết định hướng để mà đi. Nhưng mà bản thân cái tuổi Giáp Thìn á thì thế cũng tội. Bản thân mình á thì soi rọi làm cho mọi người, cho chúng sinh. Nhưng mà rút cuộc á thì mình cũng không được nhận được cái gì mà gọi là nó tốt lắm. Khi nào đèn còn dầu thì còn cháy, mà đèn hết dầu thì đèn sẽ tắt, hết điện thì nó cũng cũng đi luôn. Đó. Thì qua cái vận chính thì nó thuộc ngũ hành quả ha. Đó, gọi là cửu tử sao ngũ hành quả. Thì đương nhiên quả mà những người mặn quả, phúc đăng quả thì đương nhiên nó đồng hành. Đó, thì nó cũng tốt. Nhưng mà đối với cái quả của người ta, thí dụ như là người ta cần quả ha. Nhưng mà cái tuổi mà Giáp Thìn sang năm 2024 gọi là 24, 24, 64 thì nó đã là 61 tuổi, 62 tuổi ha. Năm nay 61 tuổi. Năm nay lục chúc qua, năm nay là 60 rồi, đúng rồi, Giáp Thìn sang năm là bắt đầu là đầu của cái vận chính thì Giáp Thìn nó vô 61. Thì đương nhiên cái vận chính thì từ nó 20 năm, từ 2024 đến 2043, 43-44 đó. Kết thúc năm 2000 gọi là 43 ha, cuối năm 43. Thì đương nhiên thì cái tuổi này mà sống được 20 năm nữa thì nó đã bắt đầu vào 81 tuổi ha. Thì cái khung này cho cái tuổi Giáp Thìn từ 61 cho tới 81 tuổi. Thì cái tuổi Giáp Thìn này thì đương nhiên được cái đầu của cái vận, đầu của cái vận vận chính thôi ha, là từ năm 61 tuổi tới 71 tuổi. Tại vì 71 tuổi là chúng ta đã lớn tuổi rồi ha, gần đất xa trời rồi. Cổ thập thất lai hy, tôi có nói giống câu như là thất thập cổ lai hy đó, là tuổi đó cũng như là sắp về với ông bà rồi. Thì cái tuổi Thìn này chỉ thì thầy khuyên chỉ còn 10 cái năm ha, vào vận chính thì được 10 năm. Thì bây giờ chúng ta ráng ha, chúng ta giống như thời vận nó cũng đã tới nhưng mà lực bất đồng tâm, đèn thì sắp sửa nó hết dầu. Thầy nói đèn hết dầu gì? Mạng của mình là phúc đăng quả. Dầu đây là gì? Dầu đây là sức khỏe của mình đó. Chứ không phải đây mình có nghĩ hiểu là cái vấn đề mà cái đó là người ta nói ra cái giống như cái phúc đăng quả, cái mạng mình giống như cái ngưỡng ngọn đèn. Đó. Mà dầu đây là dầu đây là sức khỏe của mình, sức khỏe. Thì những cái người nào mà tuổi Giáp Thìn biết gọi là sao, giữ gìn sức khỏe, chúng ta thí dụ như có ăn nhậu thì chúng ta cũng ăn nhậu phải có chừng có mực,
đó. Đám tiệc, tại vì cái tuổi này thì đương nhiên đám tiệc nó cũng nhiều, thầy cũng hiểu, nó cũng hiểu. Những người mà sống ở dưới quê thì hết đám này đám kia, mà vô thì đi nhậu thì cũng không được. Thì chúng ta phải giữ cái chừng mực, giữ cái chừng mực, những chừng mực. Tại thầy nay cái thầy thầy cũng nói là chia sẻ thôi ha, thầy không có cái sách vở bài vở nên thầy không có đeo kiến, nên đôi lúc cái mắt nó hơi lem nhem chút ha, nó hơi lem nhem, tại vì mắt thầy nó hơi bị viễn thị á. Và thầy nói tiếp, cái vận mà chính này á, đối với cái tuổi Giáp Thìn á, là chúng ta nói là nên giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe là vàng, là tiền, nhớ điều đó, là dầu á, là điện, là năng lượng. Sức khỏe mình vừa năng lượng là dầu, chúng ta biết cái đèn nó sáng được thì cũng phải có chất dầu để đốt, rồi đèn nó sáng được thì chúng ta phải có năng lượng, dòng điện nó chảy qua. Mà đối với phúc đăng quả này gì là sức khỏe, nam nữ thầy nói chung nha, nam nữ thầy nói chung. Thì đương nhiên cái tuổi này thì thí dụ thì có những người bắt đầu là có người giữ cháu sớm ha. Thí dụ cuộc đời có những người mà thanh nhàn được thì thầy cũng cảm ơn là thí dụ như là giữ cháu nội cháu ngoại ha. Rồi để con đi làm về nó nuôi, mà nuôi cơm chứ cũng ngày ba bữa thôi ha. Thì cuộc sống đối với người mà chỉ bình thường mà ha, thì cũng gọi là nói chung là cũng tương đối gọi là hạnh phúc rồi ha. Còn nói cái, thầy không nói đây những người giàu ha, có những người giàu vô đây comment ở nhà tôi là có cái người đó giàu nứt chết đổ tường em hết. Thì trong một cái tuổi nào nó không có hoàn toàn giống nhau, số phận không giao, ngày tháng khác nhau, thì cái số lượng cái người giàu mà đối với tuổi này thầy nói rồi nó rất là ít ha. Thầy bỏ qua những cái người giàu sang phú quý đó đi ha, thầy nói cho là cái phần đông, chứ không lẽ bây giờ thầy vô đây đó mình được cái phước hơn người ta rồi ha. Mình được, thầy nói đây mà thấy mình mà không được dính vô là mình là cái phước, mình là ngoại lệ. Mình được kiếp trước mình có tu, mình sanh được cái ngày tháng tốt à, thì nên chúc mừng đi. Thì đừng có những người vô đây là cứ nói trời ơi tôi giàu ăn này nọ, thầy nói cũng không đúng rồi. Mà thầy nói không đúng là thầy chúc mừng à, là mình nên vui đi ha. Còn thầy nói đúng à, thì đương nhiên à, thầy cũng rất là tội nghiệp rồi ha. Thầy nói tiếp, còn cái vận mà thấy 10 năm ha, vận chính thì nó chia ra 10 năm đầu, 10 năm đầu và 10 năm sau ha. Đầu vận và cuối vận. Thì đương nhiên cái cuối vận thì chúng ta cái tuổi Giáp Thìn à, thì đương nhiên thì cái tuổi này thì ban đầu nó hết cái vận chính là đương nhiên là đèn chúng ta cũng sẽ, nó cũng sẽ tắt theo luôn, tắt theo à. Đây là thầy chia sẻ thật sự ha, thầy chứ cũng không phải là muốn nói ra những cái điều tốt để cho mọi người nó mừng, một cái gì mà nói xấu để cho mình buồn. Nhưng mà thầy này nói để chia sẻ cái sự thật ha, để chúng ta à, phải còn gọi là 20 năm cuối của cuộc đời ha. 20 năm cuối thì ai mà sống qua được gọi 80 tuổi cũng được rồi, tới hàng chín bắt đầu, nếu mà còn có những người cũng sống tới 90 tuổi bình thường ha. Đó, nhưng mà quan trọng là mình còn minh mẫn không, sức khỏe mình còn tốt không, mình còn yêu đời không à, mình còn ăn ngon ngủ ngon được tất cả gì được không à, thì là điều tốt. Nhưng mà cỡ 80 là được rồi ha, không để 80 tuổi bây giờ mình còn đi làm thế làm mướn. Thì thầy đây nói là có những người 80 tám mấy tuổi vẫn còn đi làm nha, đầu tắt mặt tối vẫn đi làm, sức khỏe vẫn còn tốt, giống như gọi là trời đài ha, trời đài sanh ra cũng không phải là thiếu ăn, không phải là nghèo, nhưng mà tham công tiếc việc làm hoài á, 3-4 giờ sáng bắt đầu là dậy đã đi làm, nó ra ngoài đồng rồi, có những gì vậy đó. Cái những người này thì ta nói giống như là cái nghiệp của họ, sống chừng nào họ chết thì họ trả hết cái nghiệp để họ làm, họ rút giống như trả hết cái nợ kiếp cuộc đời thôi. Nhưng họ ham tiền, không phải là ham tiền, ham làm cái gì đó. Không phải không ăn. Có những người cái hưởng thụ cái tuổi già chưa hết đó, bắt đầu bắt con nuôi đài con đủ thứ cũng có nữa ha. Đó. Thì thầy chung chia sẻ lại cái vận chính là vận cuối cùng. Thì cái điều quan trọng đối với tuổi Giáp Thìn nam nữ thì chung, thứ nhất giữ gìn sức khỏe là điều đầu tiên để kiếm ra tiền. Tại vì qua cái vận chính này tuổi Giáp Thìn vẫn còn cơ hội làm có tiền. Nhưng mà sức khỏe là quan trọng nhất, thầy nói. Sức khỏe là dầu, sức khỏe là năng lượng, sức khỏe là điện để tạo ra tiền. Tại vì qua cái vận này mình cũng đúng thời, nhưng mà cái thời mình nó hơi muộn, thầy nói đúng cái thời mà, nhưng mình lực mất đồng tâm, mình đã già rồi. Già rồi, thí dụ như mình già thiệt, nhưng mình sức khỏe mình tốt thì mình vẫn còn ok. Còn những người thí dụ tuổi nó bệnh rề rề, bệnh đủ thứ, đâu có làm gì được đâu. Tim cũng đã cục, tim đã cũng đã hụt,
dầu thì cũng đã hết, thì đương nhiên cái đèn này cái nữa rồi xong đó là bỏ ha, đó là bỏ đi đó. Đó thì thôi thầy Trung cũng chia sẻ cái tuổi Giáp Thìn tới đây thôi, tại vì thầy thấy cũng cái tuổi Giáp Thìn đa số thì so với cái tuổi khác thì nó hơi lặng đặng khổ hơn nhiều. À, thầy biết bao nhiêu đây ha, thì tiền mà gọi là kiếm sống qua ngày ha, có tiền đi này nọ là cũng đã ok lắm rồi đó. Hiện nay thầy chia sẻ cái điều mà cần thiết cho cái tuổi Giáp Thìn muốn có tiền tốt trong vận chính, giữ gìn sức khỏe là điều quan trọng nhất ha. À, giữ sức khỏe ăn tốt thì đương nhiên mình sẽ có tiền thôi, chứ đừng nói nhầm người hỏi thầy ơi tới tháng vận chính thì là có tốt hơn sau này không, nó nên vậy thôi, sức khỏe tốt là chắc chắn sẽ có tiền, vô vận sẽ may ha. Rồi thầy chung chúc tất cả tuổi Giáp Thìn nam nữ 20 năm cuối của vận chính phát tài phát lộc, giữ gìn sức khỏe, sống vui vẻ với con cháu, tại những tuổi này là có cháu nội cháu ngoại hết rồi. Thì thầy cũng có buổi nói chuyện tới đây, thì chúc tất cả tuổi Giáp Thìn theo dõi kênh thầy Trung, nếu mà có thấy hay chia sẻ được ok thì cho thầy Trung một like. Rồi thầy Trung xin chào.